tất cả những cái công ty mà vào đất nước Việt á, cái mà họ thực sự thắc mắc là cái chất lượng, tại vì nó ảnh hưởng tới uy tín của họ. Khi mà mình lắng nghe mình phải hoàn toàn là cởi mở, chứ không có nên là theo cái khuôn khổ mà công ty của mình thì đó như làm vậy thì giờ mình làm vậy. Nói một chút xíu về mặt nhân sự, tại vì anh Tâm lúc nào cũng đánh giá cái yếu tố con người là quan trọng nhất trong cái ngành, càng high tech thì lại càng quan trọng đúng không ạ? Thế trong nhân sự của Alpha thì hiện nay có bao nhiêu phần trăm là người Việt, bao nhiêu phần trăm người Mỹ hay các quốc gia khác? Rồi là trong những cái nhân viên đấy thì có ai là mới chân nước chân rào đến Mỹ và anh Tâm nhận vào và đào tạo họ hay không? Cũng khá là nhiều người Việt, thì nói thẳng là mình không phải là có sự kỳ thị giữa người Việt và người nước ngoài. Tại vì mình đã từng làm qua những cái hãng người Việt, mình biết cái thế mạnh của người Việt, và mình làm qua những cái hãng của nước ngoài thì mình biết là cái thế mạnh của những cái chủng tộc khác. Tại vì Mỹ là một cái nước gọi là nước Liên Hiệp Quốc, tức là cái nó có nhiều đa chủng tộc ở đó, thì thật sự mỗi chủng tộc đều có một cái thế mạnh và một cái thế yếu. Mình mới tạo ra một cái sự kết hợp đó, mình biết người Việt mình mạnh cái phần nào và người nước ngoài họ mạnh cái phần nào. Thí dụ như người Việt của mình đó, thật sự là rất là giỏi về vấn đề kỹ thuật. Tại vì sao? Tại vì cái mà mình nhận thấy á, là cái trình độ mà tư duy toán học của đất nước mình khi mà mình học ở đây á, là nó khá cao so với bên Mỹ. Tức là hồi xưa mình học ở đây, mình học xong trình độ 12 á, là qua bên đó là mình đã đi dạy kèm toán trình độ cấp đại học rồi. Tại vì cái trình độ bên nước Mỹ á, họ học theo cái tiến độ của người học, tức là họ không có bắt buộc là người đó lớp ở cái độ tuổi này là phải học cái mức toán này. Cho nên đó là cái tiến độ mà học của họ về cái phần toán, nếu mà họ không có thấy thích thì họ chuyển sang họ học khác. Cho nên là cái lúc mà qua Mỹ mình cũng ngỡ ngàng là nhiều người họ học ở trong giống như là college hay là university, nhưng mà họ lại học trình độ toán nó khá thấp so với là trình độ toán của người Việt mình. Thì cái mà người Việt mình được á, là vì mình vô cái khuôn khổ của cái chương trình học ở bên này, khi mà mình lớn lên bên này á, cho nên là cái tư duy toán học nó giúp cho cái ngành này rất là nhiều. Tại cái ngành cơ khí chính xác, cái ngành CNC này á, là chỉ là đa số là toán học thôi, là 30 tọa độ thôi. Thì cái người Việt bên đó đa số mình nhờ họ giúp cái bộ phận là ở dưới xưởng rất là nhiều, là đa số là 60% là người Việt ở dưới xưởng, còn 40% còn lại đó là những cái chủng tộc khác, ví dụ như là người Mỹ, người Mễ tức là người Mexican đó, hoặc là người Trung Đông, người Ấn Độ. Thì tất cả mọi chủng tộc mình như mình nói đó, họ đều có một cái tiến độ, cái tư duy khác nhau. Thì mình thấy mình sau cái thời gian mà hơn 10 năm mình thành lập hãng đó, thì mình mới nhận ra những cái tư duy đó là họ sẽ phát triển thiên về phần nào, giống như là người châu Á mình. Nhưng mà cái sự cần cù siêng năng có thể nói là họ vượt xa cái người Việt mình. Thì mình lại sử dụng họ trong những cái bộ phận khác mà không có liên quan gì kỹ thuật nhiều. Hoặc là người Mỹ trắng họ lại có những cái quy tắc, những cái cách làm việc nó rất là theo khuôn khổ, thì mình lại nhờ họ thiết lập những cái quy trình trong hãng cho nó vô khuôn khổ. Cái cách mình làm việc là như vậy, tại vì ở trong cái vị trí của mình thì mình không có lo sợ tất cả mọi việc, thì mình chỉ là thấy những cái mà strategy của hãng là mình nên dùng người như thế nào, người nào mạnh, người nào yếu chỗ nào, mình đưa vào họ trong cái đúng cái vị trí cho họ. Cảm ơn anh Tâm. Còn cái mà người Việt qua thì thực sự mình rất là muốn giúp họ, tại vì mình cũng là đã từng ở cái vị trí đó. Thì mình lúc nào cũng nói với những người trong hãng cũng y chang như vậy, là họ cứ làm giống như mình. Nếu mà ngày nào mà họ muốn ra thành lập một cái hãng nhỏ để thử sức, mình đều ủng hộ hết. Thực sự trong hãng mình đã có từng có hai người trẻ đã từng làm ở dưới xưởng và sau đó ra thành lập hãng. Thì mình cũng lúc đầu mình cũng giúp họ là đưa việc cho họ, họ làm từ từ, thì họ làm được đến đâu là theo cái sức của họ thôi, chứ mình không có thể nào mà toàn sức mình giúp họ được. Mình rất là ủng hộ những người Việt qua mà thứ nhất là muốn khởi nghiệp hoặc là muốn thử sức trong cái ngành này, tại vì mình thấy là cái căn bản của người Việt mình nó khá tốt. Nếu mà Đức có dịp qua bên Mỹ sẽ thấy là người Việt bên đó nổi tiếng thứ nhất là nghề làm nail, là nghề của phụ nữ làm rất là, tại vì mình người phụ nữ Việt Nam mình đa số cũng rất là, không phải là đa số mà thật sự là rất là siêng năng và rất là khéo tay, cho nên là làm ngành nail rất là phù hợp ở bên đó. Mà ngành nail đó thì người nước ngoài đa số họ lại không có muốn làm, thì người Việt mình nổi tiếng là người phụ nữ là làm ngành nail. Người đàn ông ở qua Mỹ á, là nổi tiếng là làm nghề tiện, tức là nghề CNC của mình nè. Cái nghề này là thực sự người Việt mình là nổi tiếng hai cái đó rất là nhiều.
Và nó là có cái lý do tại sao mình nổi tiếng là tại thực sự là cái phẩm chất người Việt mình là nó phù hợp với hai cái ngành đó, là theo cái ý của mình nhận thấy như vậy. Vâng, cảm ơn anh Tâm. Và là những bài học rất là hay, mà có thể đấy cũng là một trong những cái lợi thế của cái việc mà khởi nghiệp ở bên Mỹ, đúng không ạ, một quốc gia đa chủng tộc. Thế bây giờ lại quay lại Việt Nam một chút xíu đi, bởi vì anh Tâm cũng đã có điều kiện để đi thăm thú cái ngành sản xuất ở Việt Nam rồi. Thế theo như anh Tâm đánh giá thì cái cơ hội nào cho các công ty sản xuất công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam, và đặc biệt rằng là chúng ta có cái công ty sản xuất ở Việt Nam có cơ hội với những cái ngành cao cấp như kiểu hàng không hay thiết bị y tế hay là chất bán dẫn hoặc là cao hơn nữa hay không? Thì thực sự theo cái quan sát của mình những cái năm vừa rồi đó, bắt đầu từ năm 2018 là cái năm mà mình cảm thấy là mình có khả năng có một chút thời gian để mình tìm hiểu về cái ngành này ở Việt Nam. Tại vì thực sự mình đi qua bên đó cũng mười mấy năm, nhiều khi cũng về Việt Nam là để thăm gia đình chơi thôi, bà con để nghỉ ngơi thôi, chứ không phải là để về vấn đề mà liên quan tới cái ngành này. Thì lúc mà mình về năm 2018 đó, mình cũng có nhiều cái sự bất ngờ là cũng có rất là nhiều xưởng họ đã có những cái máy móc tối tân, họ làm những cái đồ cũng chi tiết, gia công phụ trợ này nó rất là phức tạp chứ không phải là đơn giản, và những cái dung sai họ có thể giữ được cũng khá là cao. Ví dụ như những cái mà đồ hoạt mà họ làm cho công ty Nhật, những cái khuôn mẫu hoặc là những cái mà bạc cho xe thực sự nó không phải là đồ dung sai cao quá, nhưng mà những chi tiết nó cũng khá là phức tạp. Hoặc là những cái công ty mình cũng thấy là họ bắt đầu tiếp xúc với cái ngành hàng không, mà thông qua ở phía châu Á là nhiều, ví dụ như Nhật và Hàn Quốc là nhiều. Thì đối với mình đó là cái người Việt mình hoặc là những công ty đó là thừa cái sức để làm, nhưng mà cái mà họ còn chưa có cái khả năng đó là cái quy trình. Thí dụ như nói về ngành hàng không, thực sự nó cũng không phải là cái gì phức tạp hết, nó chỉ là theo thiết lập theo cái quy trình nhất định mà mình phải theo cái quy trình đó thôi. Nhưng mà vì cái lý do là mình không có nhiều cái sự đầu tư từ cái công ty nước ngoài mà về hàng không. Thí dụ như Boeing họ chưa có xưởng ở đây, hoặc là họ chưa có nhiều supplier ở Việt Nam này, cho nên đó là họ chưa có tạo ra những cái cầu nối công nghệ đó về nước Việt mình. Chứ thực sự khả năng thì như mình nói là người Việt mình đã rất là giỏi ngành này rồi, nhưng mà cái nguồn hàng á nó vẫn chưa về được, là vì lý do là họ chưa nhìn tới cái tiềm năng của nước Việt mình, của nước Việt Nam mình. Thì một trong những cái lý do tại sao mình về năm 2018-2019 rồi dịch thì mình ngưng tầm 3 năm thì bây giờ mình mới về lại, là vì mình vẫn muốn có cái ý tưởng là tạo cái cầu nối công nghệ đó. Hiện tại giờ cũng được một cái là Boeing bắt đầu họ đã cởi mở cái vấn đề mà bán máy bay cho Việt Nam. Tại vì hồi xưa thì Việt Nam mình đa số dùng Airbus là chủ yếu, máy bay Airbus là chủ yếu. Thì từ những cái công ty mới như Vietjet hay là Bamboo, họ mở ra họ muốn có sự cạnh tranh hơn, họ bắt đầu họ tìm hiểu về máy bay Boeing. Thì họ mua nhiều cái máy bay Boeing như vậy. Thì bắt đầu Boeing đã bắt đầu nhìn tới một số cái dự án và đầu tư ở Việt Nam thông qua những cái supplier, những cái vendor của họ. Ví dụ như công ty nổi tiếng ở Đà Nẵng là công ty UAC, đầu tư rất là lớn ở Đà Nẵng. Họ thu nhỏ ở Mỹ nhưng mà họ lại mở rất là lớn ở Đà Nẵng. Thì đó là một cái trường hợp là từ Mỹ là họ về, là tại vì họ thấy cái tiềm năng của đất nước mình. Thì mình là mình muốn là nếu mà có cơ hội, tại vì mình cũng có cái mối quan hệ của đối với Boeing từ 2013 rồi, nhưng mà mình không làm nhiều máy bay dân dụng cho họ, đa số đồ của mình làm là ở trong cái lĩnh vực khác của Boeing. Nhưng mà cái mối quan hệ ở trong Boeing máy bay dân dụng là mình đã có rồi, thì mình muốn tạo cái cầu nối đó, là mình tạo cái sự quan hệ giữa Boeing và những cái công ty ở Việt Nam này. Cái đó là nó có cái lợi cho cả hai, chứ không phải là cho đất nước mình không. Tại đất nước mình là có cái sự tiềm năng như mình nói, nhưng mà Boeing họ chưa nhận ra thôi. Nhưng mà bây giờ hiện tại về cái vấn đề mà khủng hoảng nguồn nhà cung cấp của thế giới vì vấn đề dịch bệnh, thì bắt buộc họ phải từ từ tìm đến cái tiềm năng của đất nước mình. Thì mình là người muốn là mình mở cái cầu nối đó, mình trình bày cái vấn đề này đối với họ, mình nêu ra cái lý do, hoặc là một cái ví dụ là công ty UAC đó là một cái supplier của Boeing rất là lâu năm rồi, lý do tại sao họ lại đầu tư ở Việt Nam lớn như vậy là tại vì họ thấy cái tiềm năng của giá thành của đất nước mình vẫn còn thấp, cái công nhân của người Việt mình vẫn còn thấp, rồi cái kỹ thuật lại cao, chứ không phải là vì công nhân trả thấp mà kỹ thuật thấp, nó lại có cái sự đối lập lại như vậy, mặc dù thấp nhưng mà kỹ thuật lại rất cao. Thì mình muốn là họ tự nhận ra cái vấn đề đó, rồi họ cởi mở hơn, họ đưa những cái nguồn hàng của những cái chiếc máy bay đó đưa về Việt Nam mình.
để mình bắt đầu mình có những cái nhà máy sản xuất nó tạo ra những quy trình đó, rồi tạo lên cái kiến thức cho con người Việt mình, nó nâng lên cái tầm mới hơn cho cái ngành hàng không này. Thì cái đó là cái mà mình nghĩ là người Việt mình hoàn toàn có thể làm được, nhưng mà chỉ thiếu là thiếu cái cầu nối đó thôi. Thì có thể là mình sẽ làm hết khả năng mình trong cái những gì mình có, mình tạo cái cầu nối đó. Chính là thiếu cầu nối này, thứ hai là thiếu tư duy về quy trình và chất lượng, đúng không? Dạ. Hai cái yếu tố đó là quan trọng nhất, đúng không? Vâng, rất là cảm ơn thiện tâm của anh Tâm và hy vọng rằng là sẽ ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia được vào những chuỗi cung ứng của những ngành high tech như ngành hàng không chẳng hạn. Theo những số liệu của các bạn bên đạo diễn đã tìm hiểu thì cái lượng kiều hối của người Việt Nam ở Mỹ gửi về là rất lớn và đến nhiều tỷ đô một năm. Và chiếm đến như thống kê từ năm 2016-2017 nó chiếm đến 6% tổng GDP của Việt Nam. Thế thì rõ ràng là cái vai trò của kiều bào Việt Nam ở những nước như Hoa Kỳ là rất là lớn. Đúng rồi. Và qua những gì anh Tâm vừa chia sẻ thì ngoài cái yếu tố kinh tế ra thì nó còn những yếu tố khác, ví dụ như là chất xám này, ví dụ như là những cái mối quan hệ, đúng không ạ? Thế thì anh Tâm có thấy là càng ngày cái xu hướng này nó càng nhiều không? Các kiều bào của mình có càng ngày càng về Việt Nam nhiều và giúp cho doanh nghiệp trong nước nhiều hơn không? Mình nghĩ là chắc chắn nó sẽ có những cái phát triển khá mạnh về cái vấn đề đó. Là vì lý do là thứ nhất là như mình nói những cái chất lượng, những cái sản phẩm của người Việt mình đó, nó có những cái chất lượng rất là ổn định, nó rất là tốt so với lại những cái sản phẩm của những cái quốc gia khác. Thì mình có rất là nhiều cái mặt tốt ở đây, nhưng mà cái khai thác á, là do những cái người ở nước ngoài, ví dụ như kiều bào mình không nói là ở Mỹ không, mà những cái nước ngoài khác, nếu mà họ đồng ý mình, họ bắt đầu quan tâm tới, thì mình nghĩ là cái đó nó sẽ phát triển rất là cao. Tại vì đất nước mình có nhiều cái tiềm năng đó mà họ chưa khai thác được. Thì một trong những cái tiềm năng, ví dụ như mình nói không phải là cái ngành hàng không của mình không, mà những cái ngành sản xuất xe phụ trợ khác, họ đều bắt đầu họ tìm thấy là cái ngành công nghiệp xe của Việt Nam mình, chẳng hạn như là công ty VinFast, nó bắt đầu nó đầu tư rất là nhiều về cái công nghệ đó, và nó mở cửa rất là nhiều về những cái vấn đề khác về sản xuất. Thì khi mà bắt đầu mình sản xuất như vậy á, là mình không phải là sản xuất xe không, mình sản xuất những cái mà công nghệ như chất bán dẫn cho những công ty lớn như là công ty Samsung, công ty LG rồi này nọ, bắt đầu họ đầu tư ở đây. Thì mình có thể sản xuất ra những cái máy móc để làm ra những cái hoạt đó cho họ, thì hoàn toàn mình có thể làm được. Thế bây giờ với cái công ty sản xuất tại Việt Nam mà muốn vươn ra thế giới, vươn ra toàn cầu, thì anh Tâm có cái gợi ý, có cái suggestion nào? Thì mình nghĩ là tất cả những cái công ty mà vào đất nước Việt đó, thì họ đất nước Việt Nam của mình đó, họ đều đã biết là cái giá thành nó rất là phải chăng, tức là nó hợp lý so với lại những cái quốc gia khác mà ở trong Đông Nam Á và châu Á mình. Thì cái đó ai cũng đều biết rồi, nhưng mà cái mà họ thực sự thắc mắc là cái chất lượng. Họ có biết được là thực sự người Việt mình có làm đúng cái chất lượng họ đưa ra hay không, và cái chất lượng đó nó có nó gọi là consistent hay không, tức là nó có bền vững hay không, hay là cái chất lượng nó không ổn định, tức là nó lúc thì đạt, lúc thì không đạt, đúng không? Thì cái đó là cái những công ty lớn họ không muốn xảy ra, tại vì nó ảnh hưởng đến uy tín của họ. Cho nên là những cái công ty ở Việt Nam nếu mà thực sự được một cái cơ hội mà làm với công ty nước ngoài sản xuất cho họ, thì nên chú trọng cái phần chất lượng và cái uy tín là phải đưa hàng đầu. Tại vì tất cả đều biết là cái giá thành đều có thể đạt được, nhưng mà cái chất lượng và cái uy tín là cái vấn đề như mình nói là phải quan trọng nữa, là chăm sóc khách hàng, là phải mình phải nghe là họ cần cái gì từ mình, chứ mình không có cần phải tự nói với mình nhiều quá, nhưng mà mình phải lắng nghe là họ muốn cái gì, họ cần cái gì ở mình, và mình tìm cách mình đáp ứng cho họ. Thì cái đó mình mới là cái thành công, cái mà dễ giúp cho mình dẫn đến thành công. Tại vì mình cứ đi ra mình chỉ hô hào mình nói về mình không, mà mình không có quan trọng về những cái phần khác, thì mình hoặc là mình không lắng nghe khách hàng, tức là mình muốn là họ cần cái gì mình phải hết sức là lắng nghe và thực hiện nó. Khi mà họ làm như vậy á, thì cái công việc nó mới bền vững được, mà họ mới tạo cái mối quan hệ lâu dài được. Tại vì những cái công ty, thí dụ như công ty chẳng hạn LG, Apple, mà nếu mà họ muốn vào đây là cái đầu tư của họ rất là lớn chứ không phải là nhỏ, đúng không? Mỗi khi mà họ mua một cái supplier, họ dời một cái supplier từ cái nước khác mà qua Việt Nam, đâu phải là cái chuyện đơn giản. Thì
cái tốn kém của họ rất là cao, cho nên đó là họ sẽ có rất là nhiều cân nhắc trong đó trước khi mà họ làm một cái chuyển đổi như vậy. Thì khi mà họ làm như vậy thì mình phải hiểu là họ cũng chấp nhận những cái rủi ro khá cao trong đó, thì mình phải giúp cho họ làm sao để họ giảm thiểu cái rủi ro đó bằng cách là như mình nói là chỉ chủ yếu là vấn đề chất lượng và uy tín và cái đáp ứng yêu cầu khách hàng thôi. Và mình biết được là họ cần cái gì ở mình như vậy thôi. Tổng kết lại thì là ngoài cái yếu tố giá rẻ thì ai cũng biết rồi, thì doanh nghiệp Việt Nam phải thường phải mở mình ra để lắng nghe khách hàng, tìm hiểu về khách hàng, tìm hiểu về thị trường, và qua cái sự thấu hiểu đó thì chúng ta phải lấy được niềm tin khách hàng thông qua cái chất lượng lúc nào cũng và sự gọi là ổn định, đúng không? Thì đấy là cái yếu tố quan trọng nhất để có thể vươn ra được toàn cầu. Đúng rồi. Cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. Có cho mình thêm một cái ý kiến là như vậy nữa. Thì mọi người cũng biết là những năm vừa rồi là cái mùa dịch bệnh. Thì cái mùa dịch bệnh đó, nó tạo ra một cái trường hợp nó khá là hy hữu. Hiện tại giờ tất cả mọi người đều phải chịu là thứ nhất là thiếu thốn về con người, về tài nguyên, thiếu chip, đúng không? Những cái nhà sản xuất họ vì dịch bệnh đó mà họ không có đủ khả năng họ đáp ứng chip. Thì nó tạo ra một cái tình thế là cái công việc làm ăn hay là cái đòi hỏi của họ nó không có phải như xưa nữa. Tức là những cái công ty, thí dụ như 3-4 năm trước khi dịch bệnh, thì những cái yêu cầu của họ khác. Nhưng mà bây giờ sau cái mùa dịch như vậy, thì bây giờ cái đường hướng của họ phát triển lại muốn khác, hoặc là cái cần thiết của họ là khác. Thì có một cái mình phải làm đó, là mình phải cởi mở, tức là mình phải chịu nghe những cái mà họ cần, chứ mình không có nên theo cái khuôn khổ họ là 3-4 năm trước mình làm sao thì bây giờ làm vậy. Tại vì mọi người đều biết là cái vấn đề dịch nó thay đổi quá nhiều về cái cách sống của mình, về cái phương hướng chiến lược của mỗi công ty nó đều khác nhau hết. Và có những cái mình có bây giờ và những cái là mình không thể có bây giờ. Chẳng hạn như những cái chất bán dẫn, những cái con chip đó bây giờ mình thiếu rất là nhiều. Thì họ phải thay đổi cái kế hoạch họ như thế nào và mình cũng phải thay đổi như thế nào để cho nó phù hợp. Thì chỉ có một cái ý kiến là mình nên nói là khi mà mình lắng nghe mình phải chịu cái vấn đề là cởi mở, hoàn toàn là cởi mở, để mình nghe họ thật sự là họ nói cái gì, chứ không có nên là theo cái khuôn khổ mà công ty của mình từ đó giờ làm vậy thì giờ mình làm vậy. Tức là phải có sự thích ứng để phát triển được. Đúng rồi. Cảm ơn anh Tâm rất là nhiều. Rõ ràng là qua cái buổi tọa đàm ngày hôm nay thì chúng ta có những cái nhìn rất là chân thực về cái câu chuyện khởi nghiệp trong một ngành sản xuất công nghệ cao tại Mỹ. Và cái này thì tôi tin rằng là rất là hữu ích cho những chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, và đâu đó hy vọng rằng là chúng ta có thể độ khuyến khích hoặc là gợi mở cho những chủ doanh nghiệp Việt Nam mà hướng lên toàn cầu, có thể đến thị trường Mỹ hoặc châu Âu hoặc bất kể một nơi nào khác. Thì một lần nữa rất là cảm ơn và sự hiện diện của anh Tâm ngày hôm nay với chương trình Leader Talk của chúng tôi. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Tâm nhiều.